Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài tập nói tiếng Pháp và trong bài này chúng ta sẽ tập nói cái cách để trấn an người khác. Bạn đừng có lo. Thực sự là trong nhiều trường hợp chúng ta phải nói câu này, có thể là những tình huống rất là hệ trọng. Ví dụ như một người kia mất việc là gia đình rất là khổ, cuộc sống cũng là khổ. Hoặc là người đó bị mắc một cái chứng bệnh gì đó mà chưa tìm ra căn nguyên. Cũng có thể là một tình huống vừa phải, không quá hệ trọng. Chẳng hạn như đang đi đường thì bị thấy trời sắp mưa, hoặc là xe sắp hết xăng, hoặc là xe bị sẹp bánh, vân vân. Thì chúng ta cũng trấn an người khác bằng cái cách nói, bạn đừng lo. Như vậy, trong thư pháp chúng ta nói như thế nào? Có nhiều cách nói. Trước hết chúng ta dùng động từ s'inquiéter, ne vous inquiétez pas. Tôi dùng ngôn thứ hai số nhiều, tôi có thể dùng ngôn thứ hai số ít ở bên dưới. Hoặc là dùng động từ s'en faire, ne vous en faites pas. Hoặc là chúng ta nói một cách thoáng đi, một cách nói chệch ra một chút, không có sao đâu, ce n'est pas grave, và cũng là để trấn an. Hoặc là chúng ta dùng động từ se rassurer, bạn hãy an tâm, vân vân. Như vậy đây là một số cách nói để trấn an người khác, bạn đừng có lo, không có sao đâu, bạn hãy an tâm. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave, rassurez-vous. Và trước khi làm một số câu hỏi để chúng ta thực tập cái cách nói như thế này, thì chúng ta cần ôn lại động từ s'inquiéter và động từ s'en faire. Động từ s'inquiéter là động từ nhóm 1, từ động từ phản thân, thì chúng ta chia như là các động từ nhóm 1 khác. Chúng ta chia đuôi on này bằng cô thứ nhất là o, cô thứ hai là os, cô thứ ba là o, cô thứ nhất số nhiều là ons, cô thứ hai số nhiều là oz, và ngôi thứ ba số nhiều là ONT. Thế nhưng mà đây là động từ nhóm 1 đặc biệt, là bởi vì nó có cái đuôi OE rồi cách một phụ âm, rồi nó lại gặp nguyên âm O. Như vậy chúng ta có quy tắc là ở bốn vị trí là R, T, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai số ít là T, ngôi thứ ba số ít là IL, và ngôi thứ ba số nhiều là IL. Là ở bốn vị trí này chúng ta đổi accent aigu thành accent grave, và dấu sắc biến thành dấu huyền. Hai vị trí còn lại là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số nhiều, chúng ta để nguyên giống như nguyên thể, tức là nó vẫn mang dấu sắc accent aigu. Và bây giờ động từ s'inquiéter được chia như sau ở thể hiện tại: Je m'inquiète, tu t'inquiètes, il s'inquiète, nous nous inquiétons, vous vous inquiétez, il s'inquiète. Đó là động từ s'inquiéter chia ở thể khẳng định. Và bây giờ chúng ta chia ở thể mệnh lệnh, thì chúng ta bỏ chủ ngữ đi và chúng ta chỉ làm được ngôi thứ hai, ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ nhất số nhiều và ngôi thứ hai số nhiều. Chúng ta bỏ chủ ngữ đi và sẽ ra như thế này: Thank you. Nous inquiétons. Và vous inquiétez. Tôi xin nhắc lại là chúng ta bỏ cái chủ ngữ đi, bỏ tuy đi. Tôi tô màu đỏ nhé. Bỏ chữ tuy này đi, bỏ nu đi, bỏ chủ ngữ đi. Thì còn lại đó là mệnh lệnh cách nhưng mà chưa xong. Anh kết, chúng ta phải thêm dấu. Anh kết tô. Và anh kết tê. Chúng ta bỏ chủ ngữ đi thì còn lại các yếu tố như thế này. Và kế tiếp chúng ta làm công việc sau. Đây là động từ nhóm 1. Thì ở imperative chúng ta bỏ ít chữ S. Và cuối cùng chúng ta để no đằng trước, pas đằng sau. Nơ đường trước, ba đường sau. Và như vậy là chúng ta đã làm xong mệnh lệnh cách phủ định của động từ s'inquiéter, bạn cứ lo. Và riêng ngôi thứ hai số ít nói một cách thân mật, người ta bỏ luôn chữ nơ, t'inquiète pas, người ta không nói chữ nơ nữa, nhưng mà phải có pa, t'inquiète pas, bạn đừng có lo. Ne nous inquiétons pas, chúng ta đừng có lo, các bạn đừng có lo,
Ne vous inquiétez pas. Như vậy tôi vừa ôn lại động từ sankite chúng ta chia như thế nào và chúng ta thành lập mệnh lệnh cách như thế nào. Chúng ta chia và nên nhớ đây là nhóm một đặc biệt thì ở bốn vị trí je tuy il bằng một số ít và một thứ ba số nhiều chúng ta phải đổi accent aigu dấu sắc thành accent grave và je m'inquiète, tu t'inquiètes, il s'inquiète, nous nous inquiétons, vous vous inquiétez, il s'inquiète. Và khi đổi ra mệnh lệnh cách thì chúng ta bỏ chủ ngữ ở ba vị trí ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số nhiều bỏ đi. Và đây là động từ nhóm 1, chúng ta bỏ luôn S, bỏ luôn cái này đi. Chúng ta bỏ luôn đi. Và thêm nơi đằng trước, ba đằng sau. Đó là bạn đừng có lo. Và sau đây chúng ta cần để ý thêm động từ sankete và động từ ankete. Chúng ta cần để ý ankete là gọi động từ trực tiếp làm cho lo lắng. Chẳng hạn như cái tin này làm cho mọi người đều lo lắng. Cette nouvelle inquiète tout le monde. Một cái tin về về cơn bão sắp tới, một cái tin về kinh tế, lãi suất ngân hàng, một cái tin về chiến tranh, vân vân. Cái tin này làm cho tất cả mọi người đều lo lắng. Như vậy đây là ngoại động từ trực tiếp, nó tác động tới mọi người. Tin này làm cho mọi người đều lo lắng. Nhưng mà động từ s'inquiéter thì mình tự lo lắng, mình cảm thấy lo lắng. Và khi chúng ta dùng động từ s'inquiéter thì chúng ta phải phân biệt hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đi với giới từ de, s'inquiéter de quelqu'un, s'inquiéter de quelque chose, hoặc là s'inquiéter de faire quelque chose, đi với một động từ nguyên thể, lo lắng vì. Chúng ta để ý, de này được dịch là lo lắng vì. Ví dụ, bà ấy lo lắng vì không thấy cô gái con của bà ta về. Il s'inquiète, elle, thì bà ấy là elle. Elle s'inquiète vì, elle s'inquiète de. Không thấy cô gái, con gái của bà ta trở về. Elle s'inquiète de ne pas voir rentrer sa ville. Như vậy, trường hợp thứ nhất, chúng ta thấy là đi với giới từ de là lo lắng vì. Trường hợp thứ hai, s'inquiéter pour quelqu'un hay là pour quelque chose, lo lắng cho, tôi lo lắng cho ai, tôi lo lắng cho cái công việc gì, so s'inquiéter pour quelqu'un hay là pour quelque chose. Ví dụ, các phụ huynh, tức là các bậc cha mẹ, luôn lo lắng cho con cái của mình. Les parents s'inquiètent toujours pour leurs enfants. Vậy chúng ta thấy rất là khác biệt. S'inquiéter de, lo lắng vì cái chuyện gì, hay là vì làm cái chuyện gì. S'inquiéter pour, lo lắng cho ai, hay là lo lắng cho cái gì. Lo lắng cho tình hình kinh tế, lo lắng cho tình hình sức khỏe của một ai đó. Lo lắng cho ai đó, vì lo lắng cho ai. Thì chúng ta thấy đây là một sự khác biệt rất là lớn. Chúng ta đừng lẫn lộn các giới từ này. Và bây giờ chúng ta qua động từ sans faire. Động từ sans faire có ý nghĩa là s'inquiéter giống như bên trên. Nhưng bên dưới chúng ta sẽ nói để xem có sự khác biệt như thế nào. Nhưng mà ý nghĩa là giống. Sans faire là lo lắng, s'inquiéter là lo lắng. Không lo lắng, ne pas s'en faire. Hoặc là ne pas se faire des soucis, là tức là không lo lắng. Và tôi lấy ví dụ như là có một cái câu thơ như thế này. Dans la vie, faut pas s'en faire. Ở đây là il ne faut pas, mà người ta viết tắt ra. Dans la vie, faut pas s'en faire. Trong cuộc sống, chúng ta đừng có phải lo lắng. Moi, je ne m'en fais pas. Tôi thì tôi không lo gì hết. Toutes ces petites misères seront passagères. Tất cả những cái nỗi khổ đau nhỏ nhỏ này chỉ là những gì thoáng qua. Đây là câu thơ của một người rất là lạc quan. Trong cuộc sống đều có những cái khó khăn. Nhưng mà các bạn đừng có lo. Tôi không lo gì hết. Bởi vì các cái nỗi khổ nhỏ nhỏ này thì nó sẽ thoáng qua. Tout ça s'arrangera. Tất cả mọi sự sẽ đâu vào đó, sẽ được sắp xếp, sẽ ổn. Đây là một cái câu thơ. Như vậy chúng ta thấy động từ sans faire có nghĩa là không lo. Trong cuộc sống các bạn đừng có lo. Il ne faut pas. Ở đây chúng ta nói là il ne faut pas. Như vậy là câu thơ, do đó người ta phải bớt đi để cho nó chỉnh về các cái vần, về các ý. Và bây giờ chúng ta coi cái sự khác biệt giữa sans faire và s'inquiéter. Ở bên trên chúng ta vừa nói hai động từ này có ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, tức là lo lắng. Nhưng mà nó có một chút khác biệt. Sự khác biệt giữa s'inquiéter và sans faire. Sự khác biệt đó là như sau. Động từ s'inquiéter có thể dùng với mọi thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai. Có thể dùng trong thể khẳng định và có thể dùng ở trong thể phủ định. Trong khi động từ sans faire chỉ duy nhất dùng ở thể phủ định.
tức là luôn 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 phải có nupa. Chúng ta không thể nói là tôi đang lo nhưng mà không được lo, ở đây không lo này, ở đây không lo này, tất cả đều là phủ định, đó là sự khác biệt. Chúng ta còn một động từ thứ ba nữa là sera sure, không phải là không lo nhưng mà an tâm đi, an tâm tức là không lo. Rassure can can là trấn an ai, điều bạn đã nói cho tôi làm cho tôi an tâm, tức là nó có tác động tới tôi. Đây là ngoại động từ trực tiếp, soko vumavedi morasio, những cái gì mà bạn vừa nói với tôi, những cái đó làm cho tôi an tâm lắm. Đây là ngoại động từ trực tiếp. Và chúng ta có động từ serasure, tôi cảm thấy an tâm. Các bạn có thể an tâm, sẽ ổn thôi. Vous pouvez vous rassurer, ça va aller. À, chúng ta thấy ai đang lo lắng, chúng ta nói là các bạn cứ an tâm đi. Thì có nghĩa một cái gián tiếp là các bạn đừng có lo, tất cả mọi chuyện thì sẽ ổn. Và chúng ta cũng nói thêm, đừng lẫn lộn, serasure với động từ assure, rassure hoàn toàn khác với assure. Assure là bảo đảm một cái gì? Assure là security. Hoặc là bảo đảm rằng, tôi bảo đảm với bạn là ngày mai tôi sẽ tới. Je t'assure que je viendrai demain. Như vậy làm cho ai an tâm. Và như vậy ở đây chúng ta thấy sera sure là động từ phản thân, còn đây động từ assure là bảo đảm cái chuyện gì đó. Và bây giờ chúng ta làm một số câu với cái cách nói là bạn đừng có lo. Một học sinh nói với một thầy giáo: Thưa thầy, em chưa hiểu rõ đại từ này. Monsieur, monsieur, em chưa hiểu rõ. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris ce pronom. Đang học một cái bài về đại từ nhưng mà em lại không hiểu rõ. Em ta nói là, thưa thầy, em chưa hiểu rõ cái đại từ này. Monsieur, je n'ai pas bien compris ce pronom. Thì giáo trả lời là, em đừng có lo. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tôi sẽ cho em một số là các ví dụ nữa. Je vais vous donner d'autres exemples. Hay những bài tập cũng được. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner d'autres exemples. Đó là câu thứ nhất. Câu số 2, mình nói với một người đang chở xe mình đi đó. Bạn chạy nhanh hơn đi, chúng ta sắp trễ giờ rồi. Thì cái trả lời là bạn đừng có lo, chúng ta có đủ thời gian mà. Mình nói người kia là bạn chạy nhanh. Roule, là roulé cũng được, nếu mà bạn thân thì roule plus vite, roule plus vite. Nếu mà nói với một người ngoài như là bác tài lái xe taxi, roule plus vite, chúng ta sắp trễ giờ rồi. Nous allons être en retard. Chưa trễ nhưng mà sẽ trễ nếu cứ chạy cái kiểu này, do đó chúng ta dùng future approach. Hiện nay thì chưa có trễ nhưng mà nếu cứ chạy chậm này thì tôi nghĩ là sẽ tới không đúng giờ. Roule plus vite, nous allons être en retard. Thì người kia nói một cách thân mật, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Chúng ta có thời giờ mà, nous avons le temps. Chúng ta có đủ thời giờ mà. Ở đây chúng ta dùng ngôi thứ hai số ít, thì như ở nói ở đầu bài chúng ta không không cần để chữ nơ nữa. Nơ t'inquiète pas, người ta bỏ nơ đi. Và nói về ngôi thứ hai, Roule plus vite, nous allons être en retard. T'inquiète pas, nous avons le temps. Đừng có lo, chúng ta có đủ giờ mà. Và câu số 3, mình rất lo cho, s'inquiéter pour. Mình rất lo cho tình hình này vì giá xăng tăng không ngừng. Thì khi nói an tâm đi, bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Mình rất lo. Je m'inquiète beaucoup. Tôi rất lo. Je m'inquiète beaucoup pour. Ở bên trên chúng ta nói là lo cho cái gì, lo cho người hay lo cho một cái việc gì, chúng ta dùng giới từ pour. Je m'inquiète beaucoup pour tình hình này, tình hình kinh tế đó. Pour cette situation. Je m'inquiète beaucoup pour cette situation. Lý do là bởi vì giá xăng, le prix de l'essence. Ở đây chúng ta dùng le prix du carburant. Ở bên Pháp người ta dùng carburant. Carburant là nhiên liệu, là trong đó có cả xăng, cả dầu diesel, các thứ. Le prix du carburant.
không ngừng tăng lên, ne cesse de, động từ cesse đi với giấy tờ de, cesse de monter, giá xăng cứ tăng lên hàng tuần hàng tuần. Je m'inquiète beaucoup pour cette situation. Le prix du carburant ne cesse de monter. Người kia trấn an chúng ta. An tâm đi. Rassure-toi. Rassure-toi. Bạn cứ an tâm đi. Mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Tout va s'arranger. Tất cả mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tu là tất cả. Chuyện xăng dầu, chuyện kinh tế, chuyện tình hình. Tu va s'arranger. Tôi xin nói thêm một chút về động từ s'arranger. Trước hết, mình arranger là ngoại động từ, là mình sắp xếp cái gì cho nó ổn định, cho nó đâu vào đó, cho nó có trật tự. Arranger. Và bây giờ s'arranger là mọi chuyện sẽ tự nhiên, chuyện nào nó vào chuyện đấy, nó không có lộn xộn, nó không có trở ngại nữa. Je m'inquiète beaucoup pour cette situation. Le prix du carburant ne cesse de monter. Thì người kia nói là rassure-toi, an tâm đi, tout va s'arranger. Như vậy chúng ta thấy là bạn an tâm đi thì chúng ta cũng có thể nói là bạn đừng có lo. Nhưng mà trên người kia đã nói là tôi lo thì chúng ta có thể nói là bạn cứ an tâm. Chúng ta nói là t'inquiète pas cũng được. T'inquiète pas, tout va s'arranger. Câu số 4 là chúng ta học một số từ ngữ liên quan tới đời học sinh, sinh viên đó. Anh ta rất lo vì không có tiền học cho năm học mới. Ở đây chúng ta phải dùng de, s'inquiéter de. Ở trên là lo cho cái tình hình, s'inquiéter pour. Anh ta rất lo, il s'inquiète. Lo vì de, il s'inquiète de. Không có tiền học cho năm học mới. De ne pas avoir, de l'argent pour l'année scolaire prochaine. Đi học thì phải có tiền, tiền đóng tiền học, mua sách vở, mua học cụ, rồi chi phí các thứ. Nhưng mà anh ta không có tiền, do anh ta rất là lo. Il s'inquiète de. Chúng ta để ý nó khác biệt với câu bên trên. Lo cho tình hình này, s'inquiéter pour. Lo cho tình hình này, s'inquiéter pour. Lo là vì không có làm được, s'inquiéter de. Il s'inquiète de ne pas avoir de l'argent pour l'année scolaire. L'année scolaire là năm học tới. Nhưng may mắn, mais heureusement. Nhưng mà đang lo thì có một cái tin vui, mais heureusement. Một cách may mắn, anh ta vừa được chấp nhận. Il vient d'obtenir une bourse. Bourse có nhiều ý nghĩa. Ở đây chúng ta nói là bourse scolaire hoặc là bourse étudiant nếu là sinh viên. Chúng ta dùng động từ obtenir là bởi vì phải mất một cái cố gắng, một cái quá trình thì mới có. Chúng ta không thể dùng động từ avoir được bởi anh ta vừa xin được, tức là anh ta phải nộp đơn rồi chứng minh ra các cái hoàn cảnh rồi học lực vân vân thì người ta mới xét duyệt và người ta cho học bổng. Như vậy khi người ta xét duyệt xong qua một quá trình người ta cho, chúng ta dùng động từ obtenir. Mais malheureusement, il vient d'obtenir une bourse. Bourse thì chúng ta có thể nói đầy đủ là bourse d'études. Học bổng hoặc là bourse étudiant. Bởi chữ bourse còn có một số nghĩa khác như là một cái túi đựng tiền. Bourse còn có nghĩa là thị trường chứng khoán. Ở đây chúng ta hiểu ngay là anh này anh đi học. Bởi vì trên có cái năm học thì chúng ta dĩ nhiên là hiểu là bourse là học bổng để cho người ta cho tiền để chúng ta có thể đi học. Nhưng mà nếu chúng ta muốn viết đầy đủ ra thì cũng được. Bourse d'études. Il s'inquiète de ne pas avoir de l'argent pour l'année scolaire prochaine. Mais heureusement, il vient d'obtenir une bourse. Câu số 5 là một câu ngắn. Người kia đang làm một cái việc gì không được. Và người ta có vẻ tỏ như là rất là lo. Thì mình nói là t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tôi sẽ giúp bạn một tay. Je vais te donner un coup de main.
Ne t'inquiète pas, hoặc là t'inquiète pas, một cái ngắn gọn, je vais te donner un coup de main. Như vậy đây là cách nói thân mật, thì lần trước chúng ta cũng dùng ngôi thứ hai số ít và chúng ta cũng dùng cách nói thân mật, mình bỏ nơ đi, giữa hai người bạn thân với nhau không có cần nói dài dòng. T'inquiète pas, je vais te donner un coup de main. Đừng có lo, tôi sẽ giúp bạn một tay. Câu số 6, chết rồi, trời bắt đầu mưa rồi. Thì kia nói đừng có lo, mình có hai kéo mưa ở trong cốp xe. Chết rồi, thì chúng ta dùng cái chữ interjection, tức là hô ngữ. Mình thấy một cái gì không vui, không hài lòng, không có tiện, mình nói zit hoặc là mans, zit hoặc là mans. Chúng ta dùng một trong hai chữ cũng được. Mans, mình đang đi công việc mà không ngờ bây giờ trời lại mưa, bắt đầu mưa. Il commence à pleuvoir. In đây là thời tiết, chúng ta tạm dịch là ông trời đó. Mans, il commence à pleuvoir. Thì người kia nói là đừng có lo, t'inquiète pas, hoặc là ce n'est pas grave cũng được. Ce n'est pas grave, không sao cả. Ce n'est pas grave, là không sao cả. J'ai deux impairs dans le coffre. Đây là chắc chắn là xe gắn máy rồi, bởi vì nếu đi xe ô tô thì không có quan tâm tới chuyện trời mưa. Coffre đây là coffre của xe gắn máy. Mở cốp xe ra thì trong đó có sẵn hai kéo mưa. Mais, il commence à pleuvoir. Ce n'est pas grave. J'ai deux impairs dans le coffre. Hoặc là, t'inquiète pas. J'ai deux impairs dans le coffre. Rassure-toi, đừng có quan tâm đi. Đi thêm một chút xíu nữa rồi sẽ lấy áo mặc. Rồi chúng ta có nhiều cách để nói là đừng có lo. Đây chúng ta đổi. Ce n'est pas grave. J'ai deux impairs dans le coffre. Impair là viết tắt của un imperméable, là một cái áo gì đó mà nó không có thấm, tức là mưa xuống thì nước nó trôi đi, nó không có thấm, nhưng mà người ta có thể nói một cái vắn tắt là un imper, viết đầy đủ là imperméable mà chúng ta nói vắn tắt là imper. Xin chào tất cả mọi người.